Sau thời gian bị phong tỏa thì ổ dịch lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh là quán Ba Bút Hà, địa điểm liên quan đến bệnh nhân số 91 dương tính với SARS-CoV-2 khiến cho 199 người đã phải điều tra dịch tễ, trong đó có 7 người bị dương tính vài ngày nay đã hoạt động trở lại. Điều đáng nói là việc cho phép hoạt động trở lại của quán Ba này chưa được cơ quan chức năng xác nhận. Đây là ổ dịch lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Dù đăng ký kinh doanh là một quán ăn Thái, thế nhưng suốt nhiều năm nay, đây chính là một cơ sở kinh doanh quán bar vũ trường phục vụ khách nước ngoài. Sau hơn một tháng bị phong tỏa và ngày nay nơi đây đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, ngay cả lãnh đạo quận 2 cũng không biết cơ quan nào đã cho phép quán bar với đầy dãy những vi phạm này hoạt động trở lại. Muốn hỏi anh là cái cơ quan nào đã đồng ý cho họ hoạt động trở lại ạ? Hiện nay thì tôi chưa biết, để tôi hỏi phó chủ tịch kinh tế coi. Theo ghi nhận của phóng viên, dù đây chính là ổ dịch lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh, nhưng công tác để đảm bảo phòng dịch dường như vẫn chỉ là đối phó. Nhân viên không khẩu trang, cũng chẳng có quy định về giãn cách tối thiểu nào được thực hiện ở đây. Quán ăn vẫn là nơi bán rượu, vẫn là nơi chơi bida như thế này. Với những người dân xung quanh, ổ dịch này vẫn là nỗi ám ảnh của họ. Vì thế, việc mở cửa trở lại khiến họ vừa lo lắng vừa bức xúc. Bản thân tôi ở đây thật sự là cảm thấy rất lo sợ, bản thân và gia đình. Nói chung là nếu mà nó hoạt động trở lại vậy mà còn gây thêm nhiễm nữa thì nên dẹp luôn quán bar này luôn. Theo Ban Quản lý An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan này vẫn chưa nắm được thông tin ổ dịch hoạt động kinh doanh trở lại. Đến lúc này, câu hỏi đặt ra là ai có thể đảm bảo việc hoạt động trở lại của quán bar là an toàn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh, và trách nhiệm sẽ thuộc về ai nếu dịch lại bùng từ đây.